chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 9 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Bắc Bộ, sau những ngày làm việc trong tuần, thời tiết tương đối mát mẻ với những cơn mưa xuất hiện trong ngày, thì sang đến ngày hôm nay, ngày cuối tuần thì trời đã giảm mưa, những tia nắng có xu hướng nhen nhóm xuất hiện trở lại với mức nhiệt trưa chiều phổ biến quanh ngưỡng là từ 34 cho đến 35 độ, trạng thái oi bức có phần gia tăng. Nhưng đến chiều tối thì những cơn mưa rào sẽ còn xuất hiện ở nhiều địa phương, tập trung chính tại các tỉnh ven biển thuộc khu Đông Bắc như là Lạng Sơn, Quảng Ninh hay Hải Phòng. Lượng mưa được dự báo sẽ không quá lớn, chỉ phần nào là bầu không khí mát mẻ về đêm cho các tỉnh Bắc Bộ. Tương tự đối với các tỉnh ven biển miền Trung thì thời tiết nóng bức sẽ còn gia tăng trong ngày hôm nay khi mà tại đây không hề chịu bất cứ một hệ thống gây mưa nào cho khu vực. Nắng sẽ xuất hiện từ khá sớm và kéo dài cho đến tận cuối ngày, nâng mức nhiệt nơi đây lên ngưỡng là 35, sấp xỉ 36 độ. Sau những ngày khá âm u thì đến dịp nghỉ cuối tuần với dạng thời tiết khá oi nóng thì những bãi biển suốt dọc các tỉnh miền Trung, đặc biệt là ở Trung và Nam Trung Bộ sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai đang có kế hoạch đi nghỉ. Từ những nơi này thì du khách có thể chiêm ngưỡng những bờ cát dài trắng xóa, ngoài ra có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của các địa phương cũng như là đồ hải sản tươi ngon. Thưa quý vị và các bạn, gió mùa Tây Nam suy yếu, các tỉnh thành ở phía Nam đang bước vào xu hướng giảm mưa. Dự báo trong hôm nay và những ngày cuối tuần trên hệ thống khí quyển ở tầng cao thì toàn khu vực có khả năng chịu sự chi phối của khối khí ổn định nên các tỉnh thành phía Nam sẽ giảm dần đến hết mưa. Mưa rào chỉ còn xảy ra ở một vài nơi với lượng ít và sẽ kết thúc khá nhanh. Nên nhiệt độ sẽ tăng cao trở lại, trời nắng nhiều và thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên cao từ 29 cho đến 32 độ, trong khi đó ở khu vực Nam Bộ cũng ở ngưỡng là từ 33 cho đến 34 độ vào lúc trưa chiều. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong hôm nay phần phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn còn có mưa dông ở diện rải rác, còn các khu vực còn lại thời tiết nhìn chung là tương đối tốt. Gió Tây Nam thổi đều với cường độ ở mức trung bình vào khoảng cấp 4, cấp 5, với những con sóng không quá cao từ 1 cho đến 2 mét. Trong khi đó, thì thời tiết trên khu vực giữa và phía Nam Biển Đông có phần ổn định hơn, mưa dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên hầu như không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động lưu thông trên biển của bà con ngư dân. Như vậy là tại các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm, khu vực miền Trung thì trời giảm mưa dần, ban ngày oi nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều trong chiều tối và đêm, còn ban ngày có nắng nhẹ. Những thông tin vừa rồi để khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 9 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thank you.